Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời tiết đô thị ngày mùng 3 tháng 1 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, khối không khí lạnh bao trùm toàn bộ Bắc Bộ tiếp tục quá trình suy yếu và di chuyển lệch về phía đông làm tăng cường gió đông nam dầu ẩm vào đất liền. Trong đó, khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất của đới gió này chính là các tỉnh phía đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Thời tiết trong ngày hôm nay vì thế sẽ tiếp tục nhiều mây, kèm theo sương mù, thậm chí một vài nơi có thể lất phất có mưa trong buổi sáng và đêm. Lúc này trời vẫn còn xe lạnh với mức nhiệt thấp nhất ở dưới ngưỡng 21 độ. Về trưa chiều, mây giảm, trời chuyển tạnh giáo, nhiều nơi hửng nắng, vì thế mà nhiệt độ tiếp tục tăng lên. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 23 cho tới 25 độ trong khoảng đêm và sáng sớm. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ do không chịu tác động nhiều của đới gió Đông Nam dầu ẩm nên trời ít mây hơn, về trưa và chiều có nắng xuất hiện và nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này sẽ tăng lên mức từ 26 cho tới 28 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Sau những ngày mưa liên tục thì sang đến hôm nay, những cơn mưa ở miền Trung sẽ giảm chỉ còn vài nơi. Tuy nhiên do trời vẫn nhiều mây nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chưa tăng quá cao. Ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng từ 24 đến 26 độ. Trong khi đó ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay tiếp tục tạnh giáo và có nắng cả ngày. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ. Ở khu vực Tây Nguyên đạt khoảng từ 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ chủ yếu rơi vào khoảng từ 33 cho đến 34 độ. Riêng một số nơi ở miền Đông Nam Bộ còn xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt chạm ngưỡng 35 độ. <laughs> Tiếp nối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết cụ thể tại các thành phố lớn trên cả nước trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, dưới tác động của đới gió ẩm trong ngày hôm nay, thời tiết của thủ đô Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù trộn lẫn. Ngoài trời lúc này vẫn còn xe lạnh với mức nhiệt dao động xung quanh ngưỡng 20 độ, vì thế quý vị và các bạn vẫn cần mặc ấm khi lưu thông ngoài đường. Tuy nhiên, cùng với quá trình suy yếu của không khí lạnh thì nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay, tại khu vực Hà Nội tiếp tục tăng lên, phổ biến trong ngưỡng từ 23 cho tới 25 độ. Với vị trí nằm sát biển thành phố Hải Phòng cũng là một trong số những nơi chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của đới gió đông nam ẩm. Vì thế trong ngày hôm nay tại đây trời vẫn khá nhiều mây âm u, thậm chí là có thể có mưa nhỏ, mưa phùn xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Mức nhiệt cao nhất trong hôm nay không vượt quá ngưỡng 23 độ, cộng với ẩm độ trong không khí luôn duy trì ở mức cao trên 80% nên trời sẽ lạnh cả ngày. Thành phố Đà Nẵng hôm nay sẽ là nơi có thời tiết tạnh giáo hầu như suốt cả ngày. Nhiệt độ sẽ tăng từ mức 23 độ trong buổi sáng lên mức từ 27 đến 28 độ trong buổi trưa và đầu giờ chiều. Dự báo thời tiết sẽ còn tiếp tục thuận lợi hơn trong những ngày sau đó. Nhiệt độ đều không vượt quá ngưỡng 28 độ. Vì thế đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho du khách thập phương đến tham quan và khám phá trong dịp cuối tuần này. Thời tiết tại thành phố Buôn Ma Thuột cũng như các khu vực khác trên giải đất cao nguyên trong ngày hôm nay được dự báo sẽ khá tốt. Trời tạnh giáo với nắng xuất hiện từ sớm nhưng không quá mạnh nên mức nhiệt cao nhất ngày ở đây chỉ dao động trong khoảng từ 26 đến 27 độ. Ban đêm nhiệt độ hạ thấp còn khoảng từ 21 cho tới 22 độ. Đến với thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực khác thuộc miền Đông Nam Bộ, trong ngày hôm nay ngoài trời lúc này cũng bắt đầu le lói những tia nắng với mức nhiệt chỉ vào khoảng từ 23 đến 24 độ, trời vẫn còn khá mát mẻ. Tuy nhiên cùng với nắng sớm, cường độ nắng lại mạnh nên nền nhiệt trong ngày hôm nay được dự báo sẽ tăng khá nhanh. Về trưa chiều, chiều, nhiệt độ sẽ phổ biến ở mức từ 33 đến 34 độ. Bởi vậy, quý vị nhớ trang bị đầy đủ các vật dụng tránh nắng và đừng quên bổ sung nhiều nước để tránh tình trạng mệt mỏi. Đối với thành phố Cần Thơ, thời tiết cũng có nắng từ sớm nhưng cường độ nắng ở đây có phần yếu hơn so với các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Vì thế trong ngày hôm nay, mức nhiệt cao nhất vẫn dao động xung quanh mức 33 độ, trời chỉ hơi oi bức một chút trong khoảng thời gian từ 13 đến 15 giờ. Đến tối và đêm thì nền nhiệt ở Cần Thơ sẽ giảm xuống chỉ còn khoảng từ 23 đến 24 độ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động dân sinh cũng như du lịch diễn ra tại địa phương này những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết đô thị hôm nay xin chào và chúc quý vị một ngày mới tốt lành